77. Phẩm Bồ Tát Thường Đề Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào dạy bảo trao truyền cho Bồ Tát sơ nghiệp khiến họ tin hiểu các pháp tự tánh rốt giáo đều không? Phật dạy, này thiện hiện đâu phải tất cả pháp trước có sau không, nhưng tất cả pháp chẳng phải có chẳng phải không, không có tự tánh, không có tha tánh, trước đã chẳng phải có, sau cũng chẳng không. Tự tánh thường không, không gì sợ hãi nên dạy bảo trao truyền Bồ Tát sơ nghiệp như thế khiến họ tin hiểu tự tánh các pháp rốt giáo đều không. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn cầu bát nhã ba la mật đa thì nên như Đại Bồ Tát thường đè cầu. Đại Bồ Tát ấy nay ở tại chỗ Phật Đại Vân Lôi Âm tu hành phạm hạnh cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thường đề cầu bát nhã ba la mật đa như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát thường đề, khi xưa cầu bát nhã ba la mật đa chẳng tiếc thân mạng, không màng của báu, chẳng cần danh dự, chẳng mong cung kính mà cầu bát nhã ba la mật đa. Bồ Tát ấy thường ưa ở nơi thanh vắng, bỗng nhiên nghe trong hư không có tiếng, này thiện nam tử, ngươi nên đi về hướng đông, thì quyết định được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa khi đi ngươi chớ nệ mệt mỏi chớ lo ngủ nghỉ chớ nghĩ ăn uống chớ tưởng ngày đêm chớ sợ lạnh nóng đối với pháp nội ngoại tâm chớ tán loạn khi đi chẳng được ngoái nhìn hai bên, chớ ngó trước sau, trên dưới, bốn phía, chớ phá oai nghi, chớ hoại thân tướng, chớ động sắc, chớ động thọ tưởng hành thức, chớ động nhãn xứ, chớ động nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chớ động sắc xứ, chớ động thanh hương vị xúc pháp xứ, chớ động nhãn giới, chớ động nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chớ động sắc giới, chớ động thanh hương vị xúc pháp giới chớ động nhãn thức giới chớ động nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chớ động nhãn xúc chớ động nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chớ động các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chớ động các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chớ động địa giới, chớ động thủy hỏa phong không thức giới, chớ động nhân duyên, chớ động đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chớ động các pháp từ duyên sanh ra, chớ động vô minh, chớ động hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chớ động bố thí, ba la, mật đa, chớ động tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, 3, chớ động bốn niệm trụ, chớ động bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chớ động pháp không nội, chớ động pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chớ động chân như, chớ động pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh pháp định, pháp trụ, thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chớ động thánh đế khổ chớ động thánh đế tập diệt đạo chớ động bốn tịnh lự chớ động bốn vô lượng bốn định vô sắc chớ động tám giải thoát chớ động tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chớ động tất cả pháp môn đà la ni chớ động tất cả pháp môn tam ma địa chớ động pháp môn giải thoát không chớ động pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chớ động bậc cực hỷ chớ động bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệt tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc hiện tuệ bậc pháp vân chớ động năm loại mắt chớ động sáu phép thần thông chớ động mười lực phật chớ động bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chớ động pháp không quên mất chớ động tánh luôn luôn xả chớ động trí nhất thiết chớ động trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chớ động quả dự lưu chớ động quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chớ động hạnh đại bồ tát chớ động quả vị giác ngộ cao tột chớ động pháp thế gian chớ động pháp xuất thế gian chớ động pháp hữu lậu chớ động pháp vô lậu chớ động pháp hữu vi chớ động pháp vô vi vì sao này thiện nam tử vì nếu đối với các pháp có sự động thì đối với Phật Pháp chẳng có thể an trụ. Nếu đối với Phật Pháp chẳng có thể an trụ thì sẽ luân hồi sanh tử trong các thú. Nếu luân hồi sanh tử trong các thú thì chẳng có thể đắc bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Thường Đề nghe tiếng ân cần khuyên bảo trong hư không, hoan hỉ nhảy nhót khen chưa từng có, chắp tay cung kính đắp lại tiếng trên không. Như lời vừa nói, tôi sẽ nghe theo. Vì sao? Vì tôi muốn. Sẽ vì tất cả hữu tình làm ánh sáng lớn. Tôi muốn sẽ tập hợp tất cả pháp thủ thắng của Như Lai ứng tránh đẳng giác. Tôi muốn sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, tiếng trong hư không lại nói với Đại Bồ Tát Thường Đề hay thay hay thay thiện nam tử người sẽ đối với pháp sâu xa không vô tướng vô nguyện nên sanh tin hiểu người nên dùng tâm lìa tất cả tướng mà cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa người nên dùng tâm lìa tướng ngã và hữu tình dòng sanh mạng khả năng sanh khởi sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý sanh nho đồng khả năng làm việc khả năng thọ quả báo cái biết cái thấy mà cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa Thiện Nam Tử, ngươi đối với các bạn ác nên phương tiện xa lìa đối với các bạn lành nên thân cận cúng dường. Nếu có thể vì ngươi khéo léo nói pháp bảo tịnh không vô tướng vô nguyện vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh và có thể vì ngươi thị hiện dạy bảo dẫn dắt khen ngợi chúc mừng trí nhất thiết trí thì đó là bạn lành thiện nam tử nếu người làm như thế thì chẳng bao lâu được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa hoặc nghe từ trong kinh điển hoặc nghe từ bồ tát nơi nào mà ngươi được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên ở nơi ấy khởi tưởng đại sư ngươi phải biết ơn nghĩ sẽ báo đáp thiện nam tử ngươi nên nghĩ thế này nơi mà ta theo nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa là thiện hữu chân thật tối thắng của ta vì ta theo họ nghe pháp vi diệu ấy nên đối với quả vị giác ngộ cao tột, mong được bất thối chuyển. Ta do vị ấy mà được gần như lai ứng tránh đẳng giác, thường sanh vào cõi nước nghiêm tịnh của chư Phật, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe tránh pháp trồng các cội đức, xa lìa bận rộn, đầy đủ nhàn nhã, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Ngươi nên tư duy suy lượng quan sát các công đức thắng lợi như thế, Bồ Tát Pháp sư thường vì ngươi mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, ngươi thường nên cung kính phụng sự tưởng như chư Phật. Thiện nam tử, ngươi chớ mang tâm loại lọc danh dự thế tục mà theo pháp sư, chỉ vì ái trọng cung kính cúng dường pháp vô thượng mà theo pháp sư. Thiện nam tử, ngươi phải biết ma sự, nghĩa là có ác ma vì phá hoại chánh pháp và pháp sư, dùng cảnh sắc thanh hương vị xúc tuyệt diệu ân cần dâng hiến, khi ấy pháp sư phương tiện thiện xảo, vì muốn điều phục ác ma kia khiến các hữu tình gieo trồng thiện căn, nên thị hiện đồng sự với thế gian, tuy nhận sự dâng hiến kia nhưng không nhiễm trước đối với việc này, ngươi chớ sanh uế tưởng mà nên nghĩ thế này ta chưa có thể biết phương tiện thiện xảo của Bồ Tát thuyết pháp. Vị Pháp sư thuyết pháp này khéo biết phương tiện, vì muốn điều phục hữu tình ương ngại, muốn khiến hữu tình trồng các cội đức, hạ thấp mình xuống đồng với thế sự, hiện thọ các dục. Nhưng Bồ Tát này chẳng chấp Pháp tướng, không trước, không ngại, không hề hủy phạm. Thiện Nam Tử, bấy giờ, ngươi nên quán nghĩa lý chân thật của các Pháp. Thế nào là nghĩa lý chân thật của các Pháp? đó là tất cả pháp vô nhiễm vô tịnh. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tự tánh của tất cả pháp đều không, không có ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy, như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như trò biến hóa, như ảo thành thiện nam tử nếu có thể quan sát nghĩa lý chân thật của các pháp như thế theo pháp sư thì chẳng bao lâu sẽ thành tựu bát nhã ba la mật đa sâu xa lại nữa thiện nam tử Đối với các ba sự khác, ngươi nên biết rõ, nghĩa là thuyết pháp sư, thấy ngươi cầu thỉnh bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoàn toàn chẳng cảm mến, trái lại còn năng nhục. Trong tình trạng này, ngươi chẳng nên sân giận mà ngược lại, càng thêm tâm ái trọng cung kính pháp, thường theo pháp sư, chớ xanh chán nản mệt mỏi bấy giờ thường đề đại bồ tát nghe tiếng dạy bảo thêm trên không trung rồi càng thêm vui mừng theo đó đi về hướng đông thời gian chưa bao lâu lại nghĩ sao ta chẳng hỏi tiếng trên không kia khiến ta đi về hướng đông cách xa hay gần đến thành ấp nào lại theo ai nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa nghĩ như vậy rồi liền dừng lại nơi ấy đấm ngực buồn than lo sầu khóc lóc trải qua chốc lát nghĩ như thế này Ta ở nơi đây qua một ngày đêm cho đến hoặc qua bảy ngày bảy đêm chẳng nè mệt mỏi, chẳng màng ngủ nghỉ, chẳng nghĩ ăn uống, chẳng tưởng ngày đêm, chẳng sợ lạnh nóng. Đối với Pháp trong ngoài tâm chẳng tán loạn, nếu chưa biết rõ cách thành ấp chỗ đến xa gần và đối tượng để theo nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng bao giờ khởi tâm rời bỏ chỗ này này thiện hiện nên biết thì như cha chỉ có một đứa con đẹp đẽ thông minh có nhiều tài năng thương yêu hết mực đứa con ấy đang mạnh khỏe bỗng dưng mạng chung bấy giờ cha mẹ buồn đau than khóc chỉ nhớ con mình chẳng nghĩ gì khác bồ tát thường đề cũng lại như thế trong lúc ấy chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ thế này. Khi nào ta sẽ được nghe bát nhã ba la mật đa? Trước đây tại sao ta chẳng hỏi tiếng trên không khuyên ta đi về hướng đông? Là đến nơi nào, cách xa hay gần? Lại theo ai nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa? Này thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát Thường Đà khi đang than khóc tự trách như thế, bỗng nhiên ở phía trước có hình Phật hiện khen Đại Bồ Tát Thường Đà hay thay hay thay thiện nam tử như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ khi làm bồ tát dụng hạnh cần khổ cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như nay ngươi cầu gia hạnh lại nữa thiện nam tử ngươi đem tâm dõng mãnh tinh tấn ưa thích cung kính cầu pháp như thế từ đây đi về hướng đông qua khoảng năm trăm do tuần có thành của vị đại vương tên là Cụ Diệu Hương thành ấy cao rộng bảy báu tạo thành, ở ngoài thành ấy có bảy lớp tường vách, bảy lớp lầu quán, bảy lớp lan can, bảy lớp hào báu, bảy lớp cây đa la báu răng hàng, đều do bảy báu tạo thành bao bọc chung quanh các tường vách vân vân ấy, làm đẹp cho nhau phát ra đủ các thứ ánh sáng rất khả ái. Thành báu to lớn này, mỗi mặt khoảng 12 do tuần thanh tịnh rộng rãi, người vật đông đúc, an ổn giàu có an lạc trong đó có 500 đường xá chợ búa giống nhau đẹp như tranh vẽ. Ở các ngã tư đường đều có dòng nước trong đi qua thì dùng thuyền báu qua lại không ách tắc. Ngã đường nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ dưới bằng nước thơm giải bằng danh hoa. Thành và bờ tường đều có tường và lầu gác cao ngăn địch, làm bằng vàng tía, thắp sáng bằng các ngọc báu, ánh sáng rực rỡ sen vào giữa bờ tường là bằng cây báu gốc rễ thân nhánh lá và hoa quả của các cây ấy đều do loại báu đặc biệt tạo thành bờ tường lầu gác và các cây báu phủ bằng lưới vàng kết bằng dây báu treo bằng linh vàng nối bằng chuông lắc gió nhẹ thoảng qua phát tiếng êm dịu giống như khéo tấu năm loại kỹ nhạc vô lượng hữu tình trong thành báu ấy ngày đêm thường nghe vui vẻ khoái lạc chung quanh ngoài thành có bảy lớp hào báu trong hào tràn đầy nước tám công đức nhiệt độ điều hòa trong vắt như gương trong hào đâu đâu cũng có thuyền bày báu trang hoàng đẹp đẽ ai cũng ưa nhìn hữu tình trong ấy khi chiêu cảm nghiệp đời trước cùng nhau xuống thuyền bềnh bồng dạo chơi trong các hào nước đủ loại hoa lạ nào hoa sen xanh nào hoa sen đỏ nào hoa sen vàng nào hoa sen trắng và đủ loại hoa báu khác sắc hương tươi thắm đẹp đẽ phủ khắp mặt nước tóm lại không thiếu bất cứ loài danh hoa nào ở trong thế giới ba ngàn chung quanh, thành lớn, có 500 cảnh vườn trang hoàng bằng nhiều thứ thật đáng yêu. Trong mỗi cảnh vườn có 500 ao, ao ấy to rộng một dặm. Trang hoàng bằng bảy báu, làm vừa lòng mọi người. Trong các ao, có bốn loại hoa quý, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, to như bánh xe, sáng tỏa mặt nước. Hoa ấy đều do các báu tạo thành. Màu xanh thì hiện xanh, ảnh màu xanh, sáng xanh, màu vàng thì hiện vàng ảnh vàng sáng vàng màu đỏ thì hiện đỏ ảnh đỏ sáng đỏ màu trắng thì hiện trắng ảnh trắng sáng trắng các ao trong vườn có nhiều loại chim khổng tước anh võ le le cò, hồng nhạn, bách lao vàng, hoàng anh, vịt xanh, ngỗng trời trắng, xuân oanh, vịt nước, cò trắng, uyên ương, giao thanh, chim trà, tinh vệ, gà hồ, vịt cao cổ, chim biển, hồ phượng, diệu xí, bồ hồng, yết la tần ca, chim mạng mạng, vân vân tiếng kêu hòa nhau giữa trời trong đó những ao trong vườn không thuộc về ai các loài hữu tình kia trải qua thời gian dài lâu tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp môn sâu xa đều sanh tin tưởng ưa thích đời trước càng tạo nghiệp thù thắng như thế cho nên đời này cũng hưởng quả này lại nữa thiện nam tử trong thành diệu hương có chỗ cao giáo đẹp đẽ đó là cung của đại bồ tát pháp dũng ở cung này to rộng một do tuần các báu trang nghiêm kỳ diệu khả ái, bao quanh ngoài cung có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lầu gác, 7 lớp lan can, 7 lớp hào báu, 7 lớp cây đa la báu thẳng hàng, tường vách vân vân trang hoàng đẹp đẽ trang nghiêm thật khả ái. Có bốn cảnh vườn đẹp bao quanh cung này, một là thường hỉ, hai là ly yêu, ba là hoa nghiêm, bốn là hương sức. Trong mỗi khu vườn có 8 cái ao, một là hiền thiện, hai là hiền thượng, ba là hoan hỷ, bốn là hỷ thượng, năm là an ổn, sáu là cụ an, bảy là ly bố, tám là bất thối. Bốn mặt của các ao mỗi mặt có một thành báu, một là kim, hai là ngân, ba là phạ lưu ly, li, bốn là phả chi ca yết kê. Dùng hoàn toàn các báu làm đáy ao, cát vàng trải trên nước màu im lặng mỗi bến ao đều có 8 bậc thềm. Dùng đủ loại rượu bảo trang hoàng, dùng loại vàng tốt nhất làm đường đi, hai bên thềm có cây chuối bằng vàng tía thẳng hàng, đan sen trang trí. Trong các ao đầy đủ bốn loại hoa quý, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, màu sắc đan sen trải dày trên nước, quanh bốn phía ao có cây hương hoa, gió mát thổi động rơi vào trong nước, các ao đều đủ nước tám công đức thơm như trên đàn, sắc vị đầy đủ, có le le, nhạn vân vân, bơi dỡn trong đó. Đại Bồ Tát Pháp Dũng ở trong cung này, cùng với 6 vạn 8 ngàn thị nữ dạo chơi khắp ao vườn, cùng vui hưởng năm thứ rượu dục nam nữ lớn nhỏ trong thành diệu hương, vì muốn chiêm ngưỡng Bồ Tát Pháp Dũng và nghe Pháp cho nên có lúc được vào vườn thường hỉ, ao hiển thiện, vân vân cũng cùng vui hưởng năm dục lại nữa thiện nam tử đại bồ tát pháp dũng cùng với các thị nữ hưởng rượu lạc rồi, ngày đêm ba thời thuyết bát nhã ba la mật đa, trong thành rượu hương có các nữ sĩ vì đại bồ tát pháp dũng trải tòa sư tử trên đài bảy báu, trong thành ấy trang hoàng bằng các loại báu, bốn chân của tòa ấy đều do một loại báu tạo thành. Một là vàng, hai là bạc, ba là phạ lưu ly, li, bốn là phả chi ca ở trên tòa ấy lại trải thêm một lớp nệm kế tiếp là lót chăn thêu phủ bằng lụa trắng buộc bằng giải hồng hai bên bảo tòa đặt hai gối đỏ thòng các giải màn giải hoa rượu hương tòa ấy cao rộng nửa do tuần ở trên không trung răng bằng màn theo bên trong trưng bảy chướng ngọc lớn nhỏ cân xứng với tòa thòng các tua hoa treo bằng chuông vàng vì kính pháp nên bốn bên tòa giải hoa ngũ sắc đốt hương vô giá lại dùng các loại hương nước hương bột hương xoa giải trên đất lan liệt đủ thứ chàng phan bảo cả Bồ Tát Pháp Dũng mỗi khi lên bảo tòa này vì chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, mỗi lần thuyết Pháp đều có vô lượng trời rồng dược xoa, kiền đạt phược a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già nhân phi nhân vân vân cùng vân tập đến cung kính cúng dường bồ tát pháp dũng nghe thọ bát nhã ba la mật đa khi ấy các đại chúng đã nghe pháp rồi có người tụng trì có người biên chép có người chuyên đọc có người tư duy có người như thuyết tu hành có người khai ngộ cho người khác Do nhân duyên ấy, các loại hữu tình ở trong đường ác được pháp bất đoạn và đối với quả vị giác ngộ cao tột vĩnh viễn không thối chuyển. Này thiện nam tử, ngươi nên siêng năng tinh tấn, mau mau đi đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng, khiến cho ngươi sẽ được nghe sở cầu là bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện nam tử, Bồ Tát Pháp Dũng là thiện hữu chân tịnh lâu dài của ngươi, thị hiện dạy bảo dẫn dắt khích lệ chúc mừng, khiến ngươi mau chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột bồ tát pháp dũng vào đời quá khứ dùng hạnh cần khổ cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như ngươi bây giờ phương tiện cầu vậy ngươi nên nhanh đến chỗ đại bồ tát pháp dũng chớ say nghi ngại chớ cả ngày đêm chẳng bao lâu sẽ được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa Bấy giờ, Đại Bồ Tát thường đề nghe lời ấy rồi, tâm sanh thích thú, vui mừng nhảy nhóc, nghĩ thế này. Khi nào ta sẽ gặp Bồ Tát Pháp Dũng để được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa? Này thiện hiện nên biết, thí như có người bị tên độc, bị khổ bức bách, chẳng còn tưởng gì khác, chỉ nghĩ thế này. Khi nào ta được gặp lương y, được nhổ mũi tên này, được thoát khổ này, Bồ Tát Thường Đà cũng giống như thế, vào lúc ấy không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ thế này. Khi nào ta sẽ gặp Đại Bồ Tát Pháp Dũng, thân cận cúng dường, được nghe bát nhã ba la mật đa, nghe rồi có thể vĩnh viễn đoạn trừ các thứ kiến thức hư vọng phân biệt đã có, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nên biết Bồ Tát thường đề liền khi nghĩ như thế ở ngay chỗ này đối với tất cả pháp khởi pháp trí kiến không chứa ngại do trí kiến này liền có thể nhập ngay vô lượng pháp môn Tam Ma địa thủ thắng đó là Tam Ma địa quán tự tánh tất cả pháp Tam Ma địa tự tánh vô sở đắc của tất cả pháp Tam Ma địa pháp sự vô trí của tất cả pháp Tam Ma địa đắc sự vô sai biệt của tất cả pháp Tam Ma địa thấy sự không đổi khác của tất cả Pháp Tam Ma Địa có thể chiếu soi tất cả Pháp Tam Ma Địa lìa sự tối tâm của tất cả Pháp Tam Ma Địa đắc nghĩa lý không sai biệt của tất cả Pháp Tam Ma Địa biết hoàn toàn cái không sở đắc của tất cả Pháp Tam Ma Địa giải tất cả hoa tam ma địa dẫn phát vô ngã của tất cả pháp tam ma địa lìa huyễn tam ma địa dẫn phát chiếu rõ hình tượng trong gương tam ma địa dẫn phát ngữ ngôn của tất cả hữu tình tam ma địa khiến tất cả hữu tình hoan hỉ tam ma địa khéo tùy thuận ngữ ngôn của tất cả hữu tình tam ma địa dẫn phát mọi thứ ngữ ngôn văn cú tam ma địa không sợ hãi không đoạn diệt tam ma địa có thể nói bản tánh bất khả thuyết của tất cả pháp tam ma địa được giải thoát vô ngại tam ma địa xa lìa tất cả trần cấu tam ma địa thiện xảo danh cú văn từ tam ma địa khởi thắng quán tất cả pháp tam ma địa đắc sự tận cùng vô ngại của tất cả pháp tam ma địa như hư không tam ma địa kim cương dụ tam ma địa tuy thị hiện hành sắc nhưng không phạm tam ma địa đắc thắng tam ma địa đắc vô thối nhãn tam ma địa xuất pháp giới tam ma địa an ổn điều phục tam ma địa sư tử phấn tấn khiếm khư hao hống tam ma địa ánh đoạt nhất thiết hữu tình tam ma địa xa lìa tất cả cấu tam ma địa đối với tất cả pháp không nhiễm tam ma địa liên hoa trang nghiêm tam ma địa đoạn tất cả nghi tam ma địa tùy thuận nhất thiết kiên cố tam ma địa xuất nhất thiết pháp tam ma địa đắc thần thông đực vô úy tam ma địa hiện tiền thông đạt nhất thiết pháp tam ma địa họa nhất thiết pháp ấn tam ma địa hiện nhất thiết pháp vô sai biệt tam ma địa lìa tất cả rừng thiên kiến tam ma địa lìa tất cả tối tâm tam ma địa lìa tất cả tướng tam ma địa thoát tất cả chấp trước tam ma địa lìa tất cả giải đãi tam ma địa đắc thâm pháp minh tam ma địa như diệu cao sơn tam ma địa bất khả dẫn đoạt tam ma địa tội phục nhất thiết ma quân tam ma địa bất trước tam giới tam ma địa dẫn phát nhất thiết thủ thắng quang minh như thế cho đến tam ma địa hiện kiến chư phật bồ tát thường đề an trụ trong tam ma địa như thế hiện thấy chư phật như lai trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương vì các chúng đại bồ tát tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa khi ấy chư như lai ứng tránh đẳng giác đều cùng khen ngợi an ủi dạy bảo trao truyền cho đại bồ tát thường đề hay thay hay thay thiện nam tử chúng tôi khi xưa hành đạo bồ tát cũng như ngươi ngày nay dùng hạnh cần khổ cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa khi cần cầu cũng như ngươi ngày nay đắp các tam muội như thế chúng tôi lúc ấy đắp vô lượng tam muội ấy tu hành rốt ráo rồi thì mới có thể thành tựu bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo do đó có thể viên mãn tất cả phật pháp liền được an trụ ở bậc bất thối chúng tôi quán các tam ma địa này tự tánh sẵn có là không nhập không xuất cũng chẳng thấy pháp năng nhập xuất cũng chẳng thấy đây là hạnh đại bồ tát có thể tu cũng chẳng thấy đây là quả vị giác ngộ có thể chứng Chúng tôi khi ấy vì đối với tất cả pháp không chấp trước nên chính đó là Bát nhã Ba la mật đa, vì chúng tôi an trụ vô sở chấp này nên có thể đạt được thân chân kim sắc, ánh sáng một tầm, đủ 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang nghiêm, lại có thể chứng đắc Phật trí vô thượng bất khả tư nghì, Phật giới vô thượng, Phật định vô thượng, Phật tuệ vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả công đức ba la mật đa đều viên mãn vì có thể viên mãn tất cả công đức ba la mật đa. Nên Phật còn chẳng có thể lấy lượng nói hết huống là thanh văn và độc giác vân vân. Vì vậy, này thiện nam tử, đối với Pháp này, ngươi càng nên cung kính, mến yêu, cần cầu, không được lơi lỏng. Nếu đối với Pháp này càng xanh cung kính, mến yêu, cần cầu, thường chẳng buông lỏng thì đối với quả vị giác ngộ cao tột dễ có thể chứng đắc. Lại nữa, thiện nam tử, đối với thiện hữu ngươi nên thường cung kính, mến yêu, cần cầu, tưởng như chư Phật. Vì sao? Này thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát, thường được thiện hữu nhiếp hộ thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, đại Bồ Tát thường đè liền bạch chư Phật mười phương. Ai là thiện hữu của con, con sẽ thân cận cung kính cúng dường. Chư Phật mười phương bảo thường đề có Đại Bồ Tát Pháp Dũng là thiện hữu chân tịnh lâu dài của ngươi, có thể nhiếp hộ ngươi, khiến ngươi thành tựu sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, cũng khiến ngươi học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì Bồ Tát ấy luôn luôn giúp ích cho ngươi lâu dài, nên là thiện hữu của ngươi, ngươi nên thân cận cúng dường cung tính lại nữa thiện nam tử nếu một kiếp hoặc hai hoặc ba như thế cho đến hoặc trăm ngàn kiếp hoặc hơn thế nữa người cung kính tôn thờ bồ tát pháp dũng lại dùng tất cả nhạc cụ thượng diệu cho đến sắc thanh hương vị xúc vi diệu của cả thế giới tam thiên đại thiên cúng dường hết thì cũng chưa có thể báo ơn bồ tát ấy trong giây lát vì sao này Thiện Nam tử, vì ngươi nhờ oai lực của Bồ Tát Pháp Dũng mà hiện đắc vô lượng pháp môn Tam Ma địa thắng diệu như thế, lại sẽ nhờ Bồ Tát ấy khiến ngươi đạt được phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi mười phương Phật phương tiện khen ngợi an ủi, dạy bảo trao truyền cho Bồ Tát thường đà khiến hoan hỉ rồi bỗng nhiên biến mất lúc bấy giờ đại bồ tát thường đề từ tam ma địa hiện sở chứng xuất chẳng thấy chư phật ôm lòng buồn bực nghĩ thế này ta vừa thấy mười phương chư phật trước từ đâu đến nay đi về đâu ai có thể vì ta giúp trừ nghi vấn ấy lại nghĩ thế này Bồ Tát Pháp Dũng đã từ lâu tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, rồi đắc vô lượng pháp môn đà la ni và tam ma địa. Đối với thần thông tự tại của Bồ Tát đã đến rốt giáo, đã từng cúng dường vô lượng như lai ứng tránh đẳng giác, ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn trồng các căn lành trong thời gian lâu dài vì ta mà làm thiện hữu thường nhiếp thọ ta khiến được lợi lạc ta nên mau đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng hỏi mười phương chư Phật đã thấy vừa rồi là trước từ đâu đến và nay đi đâu Bồ Tát ấy có thể vì ta đoạn trừ nghi vấn ấy này thiện hiện nên biết khi ấy Đại Bồ Tát Thường Đà nghĩ như vậy rồi. Đối với Đại Bồ Tát Pháp Dũng càng tăng thêm tâm kính mến thanh tịnh. Lại nghĩ thế này, ta nay muốn đến chỗ Đại Bồ Tát Pháp Dũng nên dùng vật gì để cúng dường. Nhưng ta nghèo nàn không có hoa hương, hương nước, hương bột, y phục, anh lạc chàng phan bảo cái kỹ nhạc đèn đuốc chân châu mạc ni phệ lưu ly li, ngọc báu phả chi ca vàng bạc san hô la bối bích ngọc và các đồ cúng dường thượng diệu khác để có thể dùng cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là bồ tát pháp dũng ta quyết định chẳng nên đến chỗ đại bồ tát pháp dũng với tay trắng như vậy nếu ta đến không thì cảm thấy chẳng vui lấy gì biểu lộ sự biết trí thành cầu pháp Ta này nên tự bán thân để cầu vật giá trị, dùng để cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Vì sao? Vì trong thời gian vô tận, ta sanh ở các cõi tan nát hoại diệt vô biên thân mạng, từ vô thỉ sanh tử là do nhân duyên dục nên đọa vào các địa ngục chịu vô lượng khổ, chưa vì sự cúng dường diệu pháp và pháp sư thuyết pháp như thế mà tự bỏ thân mạng cho nên nay ta quyết định bán thân mạng để cầu tài vật, dùng cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát thường đè nghĩ thế này rồi, dần dần đi về hướng đông đến một thành lớn, rộng rãi, nghiêm tịnh, dân chúng đông đúc, an ổn, giàu có, an lạc. Bồ Tát thường đề vào chợ đi vòng khắp nơi lớn tiếng giao, nay tôi tự bán thân ai muốn mua người, nay tôi tự bán ai muốn mua người. Khi ấy ác ma thấy việc này rồi, liền nghĩ thế này. Bồ Tát thường đề vì mến trọng Pháp nên muốn tự bán thân gọi là để cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa. Và Pháp Sư Thuyết Pháp là Đại Bồ Tát Pháp Dũng. Nhân đó sẽ được như lý thỉnh vấn phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đó là sẽ hỏi thế này. Đại Bồ Tát phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế nào? Để mau chứng quả vị giác ngộ cao tổ nghe hỏi như thế rồi bồ tát pháp dũng sẽ vì bồ tát này tuyên thuyết pháp yếu sâu xa khiến được đa văn giống như biển cả ma và quyến thuộc chẳng thể phá hoại được dần dần có thể viên mãn tất cả công đức nhân đó làm lợi ích các loài hữu tình khiến tự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Bồ Tát ấy lại có thể khiến cho các loài hữu tình chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, truyền truyền kế thừa làm rỗng không cảnh giới của ta. Ta sẽ tìm cách ngăn chặn âm thanh ấy khiến trường giả, cư sĩ, bà la môn vân vân trong thành này đều chẳng thể nghe được. Nghĩ rồi thực hiện chỉ trừ trong thành có một nữ trường giả, do sức thiện căn đời trước nên ma chẳng có thể ngăn được. Bồ Tát thường đề do nhân duyên đó, trải qua thời gian lâu, bán thân chẳng được, sầu lo khổ não, đứng ở một chỗ khóc lóc mà nói, tôi có tội gì mà vì muốn cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là đại Bồ Tát Pháp Dũng nên tuy tự bán thân nhưng không ai mua. Khi ấy, trời đế thích thấy rồi, nghĩ tiện nam tử này dường như là vì việc cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Vì mến trọng pháp nên tự bán thân mình, ta nên thử xem là thật sự, vì mộ pháp hay vì dối trá lửa gạt thế gian. Nghĩ thế rồi liền tự hóa, làm một bà la môn trẻ tuổi, đi đến chỗ thường đề hỏi. Người này vì nhân duyên gì mà đứng đây khóc lóc lo sầu chẳng vui. Bồ Tát thường đà đáp, này cậu bé, ta vì cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa, và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, nhưng ta nghèo thiếu, không có vật báu, vì ái trọng Pháp, nên muốn tự bán thân, nhưng khắp trong thành này không ai hỏi đến, tự nghĩ mình phước mỏng nên buồn giàu đứng đây khi ấy bà la môn nói với thường đà nay đây chính tôi muốn tế trời chẳng dùng thân người chỉ cần máu người tủy người tim người ngươi có thể bán cho tôi chăng Bồ Tát thường đề nghe rồi nghĩ nay đây ta nhất định được thành công. Vì sao? Vì những vật mà người kia cần mua ta đều có đủ. Do giá trị của vật này, ta sẽ được cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng khiến ta đầy đủ phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột khi nghĩ như thế rồi vui mừng nhảy nhót dùng lời êm dịu đáp lời bà la môn những vật mà ngài muốn mua tôi đều có thể bán bà la môn nói trị giá bao nhiêu thường đè đáp trả bao nhiêu tùy ý bấy giờ thường đè nói như vậy rồi liền đưa tay phải ra cầm dao bén đâm vào cánh tay trái cho máu chảy ra lại lốc đùi vế bên phải thịt da rơi xuống đất đập xương lòi tủy đưa cho bà La Môn lại đến bên tường toan mổ tim ra. Có nữ trưởng già ở trên các cao trước đó nghe thường đè lớn tiếng giao bán thân, sau đó lại thấy tự cắt thân mình nghĩ thế này. Thiện nam tử này vì nhân duyên gì mà làm khốn khổ mình, ta nên thăm hỏi. Nghĩ rồi xuống gác, đến chỗ thường đè hỏi. Vì nhân duyên gì trước đây ngươi giao tự bán, nay xuất máu tùy, lại muốn mổ tim. Thường đè đáp, chị không biết sao, tôi vì cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa, và Pháp Sư Thuyết Pháp là Bồ Tát Pháp Dũng. Nhưng tôi nghèo thiếu, không có các tài bảo vì mến trọng Pháp nên trước tự bán thân, mà không có ai mua. Nay bán ba vật này cho bà La Môn, Nữ trưởng giả nói, nay ngươi tự bán thân, huyết, tim, tùy là muốn dùng tài vật cúng dường bát nhã ba la mật đa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng sẽ thu được những công đức thắng lợi gì? Thường đề đáp, Bồ Tát Pháp Dũng đối với pháp sâu xa đã được tự tại, sẽ vì tôi mà nói phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, sở học của Bồ Tát, sở thừa của Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát, sở tác của Bồ Tát, nếu tôi được nghe rồi như thuyết tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, được thân sắc vàng, đủ 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang nghiêm, ánh sáng một tầm, hào quang khác vô lượng. Đủ 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, luôn luôn xả năm loại mắt thanh tịnh sáu phép thần thông giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn tri kiến không chướng ngại tri kiến vô thượng đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đầy đủ tất cả pháp bảo vô thượng phân chia bố thí cho tất cả hữu tình làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình tôi xả thân mạng là để cúng dường bồ tát ấy sẽ thu hoạch những công đức thắng lợi này Nữ trưởng giả nghe nói Phật Pháp vi diệu thủ thắng chẳng thể nghĩ bàn, vui mừng nhảy nhót, vô cùng xúc động, cung kính chắp tay thưa với thường đà. Điều đại sĩ nói vi diệu tối thắng to lớn đệ nhất rất là hy hữu vì đạt được tất cả Phật Pháp như thế, còn nên xả bỏ thân mạng, coi trọng như số cát sông hằng, cuốn là chỉ xả bỏ một, vì sao vì nếu đắc công đức vi diệu như thế thì có thể lợi lạc tất cả hữu tình, đại sĩ nhà nghèo còn vì công đức vi diệu như thế mà chẳng tiếc thân mạng. Huống gì nhà ta giàu có nhiều của báu, vì công đức như thế mà chẳng cúng dường sao? Nay đại sĩ chớ nên tự hại ngài, cần những phẩm vật cúng dường nào tôi sẽ dâng cho ngài hết, đó là vàng, bạc, ngọc báu, phạ lưu ly, li, ngọc báu phả chi ca, chân châu mạc ni, sử tàng, thạch tàng. Loa bối bích ngọc, đế thanh, đại thanh, san hô, hổ phách, vô lượng thứ khác, châu ngọc, hoa hương, anh lạc, chàng phan bảo cái kỹ nhạc đèn đuốc xe cộ y phục và đủ các thứ phẩm vật cúng dường thượng diệu khác Ngài có thể đem cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa và pháp sư thuyết pháp là Bồ Tát Pháp Dũng, xin đại sĩ chớ lại hại mình. Bản thân tôi cũng nguyện theo đại sĩ, đến chỗ đại Bồ Tát Pháp Dũng, đồng thời chiêm ngưỡng cùng chồng căn lành, vì được nghe thuyết các Phật Pháp vậy